để chúng ta bất bại trong cái đầu tư kinh doanh thì thầy cho phép là lớp chúng ta là ai mà đầu tư cái gì cho thầy nhắn tin riêng Zalo cho thầy và thầy sẽ chỉ đạo cho và thầy sẽ nói hẳn luôn là cái việc đầu tư đó là nên làm hay không nên làm, hoặc là nếu đã làm thì cái lợi nhuận sẽ là bao nhiêu, thầy nói được đấy. Cho nên là chúng ta sẽ an tâm rằng là có một minh sư rất hay đấy để chúng ta có thể là nương tựa vào thầy trước mắt, còn sau này thì chúng ta sẽ tự chúng ta đi bằng đôi chân của chúng ta, bằng cách là chúng ta luyện chuẩn rồi thì chúng ta đi bằng đôi chân của mình. Nhưng tuy nhiên là không cái gì mà chạy thoát được, là kiểu gì cũng phải hỏi thầy cho mà xem, bởi vì chúng ta còn đang non nớt quá đấy. Có thể tuổi đời cao nhưng mà lại thực ra là về kinh nghiệm, về tâm linh, kinh nghiệm về nhận biết thì lại kém, chứ không phải là cao tuổi mà đã là khôn ngoan đâu. Bởi vì khôn ngoan này không lại với trời, mà với trời với đất ý, thì là mình phải luyện thì mình mới mới đón nhận được cái điển của trời và đất đấy, của tổ tiên ban tặng cho mình. Có những người tổ tiên ban tặng rất nhiều nhưng mà không biết nhận, đó là cái đau khổ của người đó đấy, không biết nhận luôn, mà tổ tiên nhắc nhở bằng cách như này này, thí dụ cho mình ngã lên ngã xuống. Thế thì nhiều người mới nói với thầy là ôi sao tổ tiên mà lại cho mình ngã lên ngã xuống hả thầy, tổ tiên phải giúp mình chứ. Thế thì thầy chỉ lập luận đúng thế này này, thế bây giờ cho ngã lên ngã xuống để mà tỉnh cái mắt ra thì lại không biết. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có chịu nghe tổ tiên báo đâu. Mỗi một ví dụ người nào mà nằm mơ thấy gặp ông nội hay là cụ nội hay là bà nội vân vân, ông anh bà chị chết trẻ là phải báo cho thầy đi, rồi thầy sẽ nói cho cái điểm điểm mơ đó là cái gì đấy. Đó, thì người ta nhắc nhở người ta cho gặp rồi, nhưng mình lại gì ạ? Lại không biết thở phụng, không biết kêu tên người ta ra. Thế thì gì ạ? Người ta cứ thế là người ta cho cuộc đời của mình cứ phải lăn lộn cái đã. Đấy, nó cái phần âm nó lại thế cơ. Chứ không phải là cụ tổ nhà mình lại cho mình tất cả đâu, các đệ nhá, không đâu. Cụ tổ nhắc nhở là hãy làm bàn thờ bát hương đi, hãy thờ phụng ta đi. Đó, là khi mà mình làm được thì lại được được tất cả. Nhưng nếu mình mà lại không biết thì mình lại mất tất cả. Mà cái này thầy nhắc đi nhắc lại trong các lớp học, thương các đệ là thầy phải nhắc, để chúng ta phải làm sao được tròn trịa nhất. Năm năm cái để kết hợp, năm sự việc, năm nguồn lực để chúng ta thành công, thì thầy xin nhắc lại này. Một là gì ạ? Bây giờ mình cứ nói về phần dương trước đi. Một là cái phương pháp ăn uống nghỉ ngơi là 20%. Hai là nơi đất ở phải tốt, nơi đất ở. Ba là hệ thống mồ mả phải phải cao, năng lượng mồ mả phải cao. Bốn là hệ thống bát hương thờ phụng ở trong nhà mình ấy là phải đúng và đủ và có linh ứng. Cái này thầy có thể đưa cho lớp của chúng ta, chúng ta không kịp ghi thì thôi không sao. Đấy, năm nữa là gì ạ? Năm nữa đó là cái mà chúng ta phải luyện tập hàng ngày và đúng phương pháp của thầy thì chúng ta thành công, thầy khẳng định thành công 100%. Rồi, cảm ơn chúng ta đã lắng nghe và theo dõi chương trình nhé. Chúc mọi người luyện tập thành công nha. Thưa sư phụ, em hỏi chút. Như cái